Chị đặt hà xoàng, chị nghe em cái bữa chị coi, tại vì mỗi ngày chị đều theo dõi cái chị coi em, cái em mới nói là thôi gọi cho chị xoàng. Ô, chị mừng quá, chị gọi liền cho xoàng liền luôn. Dạ. Chị gọi liền cái xong cái đầu 3 tuần luôn á em, mà chị cứ rầu chị đó, trời ơi cái bệnh của chị, cái thuốc thần tiên mà mình chưa được uống. Cái xong cái tới lúc chị nhận được cái hộp của con Sòn, nó bán cho chị là 2 triệu, Dạ. với tiền 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 ship về cho chị là 50.000, mà Dạ. chị uống mới có 7 ngày, chị ghi thử cái ngày bắt đầu chị uống cho đến hết cái hộp là 12 ngày, mà chị uống mới có 7 ngày thôi là chị thấy nó giảm 100% liền Trời đất ơi, em. thiệt tình, cái này là lời nói thật nha. Lời nói thật của những người khách 100% này nghe. Cái này là em có review lời nói của chị nè. Thật sự. Tại vì những cái này là thật sự chị, cho nên là cũng một cái là cho tốt cho cái người tiêu dùng, mà khi người ta bị bệnh giống vậy mà chưa có uống, thì bây giờ đây là cái những lời thật, thì em cũng muốn cho ai bị giống vậy mình cứ thử đi, mình cứ thử, tại vì cái này nếu nói mà uống mà tốt như vậy nó không có mắc tiền đâu chị. Có tính nhé, bây giờ mình tính mình đi tiền ở Việt Nam là đi đi bác sĩ là tốn tiền không à, đúng không? Đâu có bảo hiểm giống ở đây. Ở Mỹ thì có thể là bảo hiểm không tốn tiền, nhưng khi chích thuốc vô đầu gối đồ ở đây nguy hiểm lắm, người ta cũng sợ, người ta Đúng không chích rồi. chị, ta không chích. Thì thật sự khách của em uống được cũng đều nói giống nhau như chị hết, những cái mà cho nên em muốn những cái người khách bị bệnh mà chưa có uống cứ thử thử 2 hộp đi, để biết những cái kết quả của cái sản phẩm collagen nguyên chất này nó tốt. Thật sự khi Đúng rồi. giống như mấy chị nói như vậy, mấy chị cũng đâu có phải em cho mấy chị cái gì đâu, mấy chị nói đó. Mình nói là em mình uống cái gì tốt để mình Dạ. làm phước cho những người để ta nghe ta tin, còn như em bán là em nói thì người ta nói em Quảng cáo. PR cái quảng À cáo lên, à, thì mỗi ngày em được nghe giống như chị coi em mấy năm nay là từ đó. bắt Dạ. đầu em đi làm YouTube Dạ. nha, cho đến ngày em bán bộ chị coi cũng 3 tháng luôn. Dạ. Cái bạn chị có nói là tháng 5 đầu tháng 6 bốn tay bạn chị về, Dạ. cái chị mới nói thôi làm phương làm phước giúp giùm tôi, mua giùm tôi, mà chị không có rành về mà đăng đâu hàng hàng, chị không có biết. Cái xong cuối cùng cái bữa chị coi cái chị em nói về xoàng đó, Dạ, cho dạ. xoàng, cho chị gọi liền cho xoàng Dạ. luôn, chị gọi liền. Nè, Cái xong cái chị mua mà em nói chuyện với chị chứ cái phone em là nó múa là tứ lung tung đó, là khách gọi vô mua vậy không đó chị. Thiệt. Cho nên là những cái này trời ơi, khi mấy chị chia sẻ mỗi người mà nói tốt mà hết bệnh là tự nhiên em mừng, em cái niềm vui lớn lắm luôn. nhất là chuột rút của em, Trời ơi đúng rồi chị, chị em cũng đúng bị chuột rồi rút hồi xưa đó. Nó dập bẻ, kêu đúng dục dập bẻ đó phải không rồi, chị? dập bẻ đúng rồi, gọi là dập bẻ đó em. Dập bẻ. Chị 59 tuổi rồi, Ồ vậy hả? bạn 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 chị nói vậy nè, rồi má 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 đã trẻ trước tuổi rồi, má uống đó mốt má còn trẻ nữa. Trời ơi chị uống vậy đi, 59 thí dụ mà mai mốt mình lớn nữa vẫn giữ cái trẻ chung như vậy chị, cái này nó làm trẻ mà. Dạ. Đúng đúng rồi, nhưng Trời. mà chị tin lắm em. Còn em biết không, cách đây cũng 10 năm mà chị té, em té Dạ. nhà tắm á, cái xong cái chị đi vô bác sĩ bấm sao cái về chị đau cái ngón bên 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 chân trái của chị, ngay ngón cái nó bị tê á, nó tê nó tê, mà chị uống nó vô thì nói chung là nó cũng giảm cho chị được, mới uống có 4 hộp thôi, của tức là chị mua của em 5 hộp, của Sòn 1 hộp là 6 hộp Sáu luôn, hộp. mà chị uống hết 4 hộp rưỡi rồi, bây giờ còn có 1 hộp rưỡi thôi, mà chị uống vô được 3 hộp rồi là chị thấy là cái tê của chị là Nó hết. nó giảm được là 70%, còn cái chuột rút nó uống chỉ có 7 ngày thôi là giảm được 100% luôn. Trời ơi. Chị ơi, cái vụ chuột rút là kêu dập bẻ, hồi đó em có bầu đó, mà mỗi lần Đúng em dập bẻ một lần là em chết giấc, em khóc không, tại nó kéo cái chân mình ngay ra không được đúng không, người ta kêu chuột rút, mà hồi đó em có bầu em mới bị. Nhưng mà sau này giống như hồi đó em chưa uống cái này, sometime em bị cũng bị lại hoài, mà bây giờ thật sự uống không có luôn, không còn đó, cái đó là không còn thiệt chị. Mình mà mình không có hiểu được, nhiều khi đây là em nghĩ cái collagen nguyên chất thì nó nạp vô những cái gì mình thiếu á, thì nó nạp vô đủ lại thì mình hết cái chỗ đó vậy thôi à, em cứ nghĩ như vậy. Em là người ăn ở có đức quá, Dạ. hầu như là Chúa ban cho em để Dạ.
em giúp cho những người đau nhức em không, mà chị thấy hằng ơi tuyệt vời lắm luôn á em, Tuyệt vời tuyệt lắm vời cái này lắm, thật, đúng rồi. khách mỗi người nói vậy cái em vui chị, chứ mình nói hay là cũng có một cái tâm linh gì của nó tương ứng với cái công việc em đang làm, em cứ nghĩ vậy chị. Em nói đôi khi có tâm linh không, mà tại sao khách nào em bán cũng đều gọi lại em, còn không gọi thì nhắn tin hằng ơi cảm ơn hằng dữ lắm hằng ơi, là mình tự nhiên mình vui chị. Vui lắm. Còn khách gọi thì nói. Chị nói với bạn chị á là mua cái này, trời má má ở bên đây nè, cô lên trình đó má má, trước khi tôi muốn mua gì tôi theo dõi con bé này lâu lắm rồi rồi xong rồi, và khi cô bán cái thuốc này á, là cái bột này á, là chị đã coi 3 tháng luôn á, cái xong chị về chị mới nói nè má, làm mơ má mở YouTube hàng kali lên coi đi rồi má mua thì đó. Khách của em không biết, cứ hỏi tùm lum cái em nói làm ơn coi YouTube hàng kali giùm đi đúng hả rồi, mua đúng chứ rồi. Em không có giỏi vàng mà em kêu người ta mua đâu, em nói làm ơn lên coi mỗi ngày để nghe được cái lời khách nói đi rồi biết cái sản phẩm này là cái gì và nó tốt như thế nào hả mua. Em cũng nói vậy đó, em cứ chơi không nói em không có năn nỉ mà kêu vô mua đi rồi nói xạo cái miệng, em không có nói vậy được đâu chị. Đúng rồi không nói. Chị cũng nói, chị cũng nói với bạn chị á, con bé thì nó dễ thương lắm, nó bán nó nói là nó không cần, nó nói tại vì nói là nói nó quảng cáo sản phẩm đúng rồi, nhưng tôi coi những nhân chứng sống người ta nói khóc đúng luôn á Hồng, đúng rồi, nhiều người khóc luôn á, nhiều người hết mà chị khóc luôn á chị. Chị thương em mà chị coi nha, ai mà chửi em trời chị điên má kệ em, mình làm gì có ơn trên hết. Có ơn trên chị, mà người ta chửi biết cái người ta mang nghiệp, cái người ta thấy cái nghiệp cái tội nặng quá cái người ta nghĩ chửi, mà mình có làm gì đâu người ta chửi thì cái đó là phải nghiệp không, phải nghiệp không, cho nên em nói em tại vì em biết sao, em là một vị Bồ Tát thôi, không có Bồ Tát, đừng 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 nghĩ thách em cho ma quỷ cám dỗ, nhưng mà em vẫn tươi cười mà không, em vẫn bình thường chị, mà giống như mà nó lên trên mạng nó chửi tầm bậy thì mình tội gì vô đó mình nghe, tại mình nghe là mình nghe nó chửi, cho nên mình đâu có nghe, thành ra mình không biết nó nói gì, mình cứ làm cái gì mình làm thôi à chị. Rồi, em nghe nhức não lắm ơi, đâu có nghe, em đâu có nghe mấy đứa nói tầm bậy tầm bạ, em nói thôi nói đi rồi mang nghiệp chết, mà nếu càng nói tự động cái nghiệp đó thấy mình sẽ bị cái gì thiệt, chứ bây giờ chị như không cái chửi người ta chị tin lực nhân quả, nhân quả em tin, em tin mà nó trả mình, nó trả liền bây giờ chứ không có trả đời sau chị đó, cái đó thấy thật không? Đó như em thấy không, càng chửi em cái tự nhiên vậy mua cái nhà trên núi mấy mấy triệu, em thấy không, nó còn điên nữa. Dạ đúng rồi, tại vì mà chị, những cái đồng tiền mà khi mình làm ra mà mình sắm được cái gì là đồng tiền chân chính từ bàn tay của mình làm, cho nên người ta có nói tầm bậy, người ta có nói cái gì thì mình, cái người ta kêu cái cây ngai á thì có đã bao giờ có sợ chết đứng đâu, cho nên là em nói em không khe họ nói gì, mà thí dụ bây giờ em có kinh doanh buôn bán em làm giàu ở Mỹ này đi, nhưng em cũng đóng thuế cho chính phủ, mà cái tiền đóng thuế ở Mỹ đó, những người đóng thuế là nuôi lại những người mà ăn food stamp, những người homeless, đó là chính phủ người làm, giống như em đóng thuế nè, là nuôi lại những người nghèo mà ăn tiền chính phủ đó chị, cho nên em rất tự hào khi những cái đồng tiền mà em có thể làm ra mà tốt sức khỏe cho mọi người, hay là em có làm giàu đi chăng nữa thì đó cũng là cái đồng lương chân chính em làm từ cái những cái gì em tạo ra, chứ mình không có lừa gạt ai, không có cướp giật ai, cho nên người ta nói gì là chuyện người ta, thì mình cũng không có khe người ta nói gì, cứ vậy thôi. Như chị, chị coi mấy năm rồi, em chưa mua nhà trên núi, chị coi ha, nhà em chưa có sửa, rồi cái càng chửi em, càng chửi em cái càng giàu. Cái càng chửi càng giàu, cái em nói kệ gán chửi đi, cái thêm 5-2 năm nữa cái em lấy thêm căn 2 căn nữa. Chị nói trời ơi, thêm chửi chửi một vị Bồ Tát, chửi càng chửi cái người ta mua được căn nhà trên núi, cái chửi nữa cái người ta sửa cái nhà người ta lại quy hoàng luôn, người ta chửi nữa tao lôi 18 con nít về người ta nuôi. Bây giờ lôi đám con nít về nuôi, chuẩn bị nhận thêm một đứa nữa nè chị biết không, mà đang chuẩn bị nhận chứ đã sắm đồ sẵn cho nó hết trơn rồi, sắm nào là laptop để qua nó đi học, rồi sắm iPhone mười mấy luôn cũng đã sắm sẵn rồi. Chửi đi trời, em ta cứ chửi mình đi em, ta cứ hết cái nghiệp của mình trời, bây giờ mình cứ tin vào trời không, em tin lắm chị, em tin vào trời Phật, em tin lắm cái này em nói thiệt đó, cho nên là em nói bây giờ em có lãnh đứa nít em nuôi, mà em sắm cho con em cái iPhone 14, em cũng sắm cho thằng đó cái iPhone 14, tại vì
em nghĩ giống như con em, mà tới mùa học nhập học tới sắm cho mỗi đứa cái laptop thì nó cũng phải cái laptop giống y con em, thằng Đô cũng vậy đó. Cho nên là em nói ông chồng em ổng mua, cái em nói ủa chưa chân mua sẵn hết rồi, ổng nói thì con bà mà, con bà đem ra thì mua sẵn chưa có rước nó qua nữa mà mua sẵn chân. Em nói ủa chưa chân mua sẵn, ổng nói thì con của bà mà. Bà chị nói à, chị nói nè, mẹ mấy người rảnh nó chửi vị Bồ Tát, chửi càng chửi ta càng đẹp, ta càng giàu. Mẹ mà cứ chửi thôi kệ, tụi bay cứ chửi đi. Thôi kệ đi, chửi ai nói bậy người ta có cái nghiệp chị, em không khe người ta nói gì chị. Dạ. Trời ơi, thằng ơi, ông chồng em tuyệt vời, cho chị gửi lời thăm chồng nha, chúc em thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị. Lúc nào em cũng có ơn trên sẽ ban cho em. Làm vì em sống quá là tốt. Hôm nay chị ngồi nói chuyện với em chị mừng lắm. Ôi vậy hả? Em biết không, ngày hôm qua chị nói chị không biết làm sao mà chị gọi em, chị không biết làm sao, chị cũng dốt về mấy cái này lắm. Cái gì vô chị nhờ con bé bạn chị á, nó gọi giùm. Cái xong cái nó nhắn tin giùm á, mà chị nói trời ơi, lại con cầu xin Chúa cho con gặp được con bé này đi, con thích nó quá mà sao mà nó đem lại một cái bài thuốc cho con uống hết. Tại vì cô bé này nó bận biểu dữ lắm luôn á. À, mà từ những cái xong cái tối em nhắn tin đó, chị không biết sáng vậy chị đọc được, chị mừng quá. Cái chị gọi cho em, cái chị nhắn cho em, chị biết em bận mà. Tại vì chị có theo dõi kênh của em. Em bận suốt ngày chị ơi. Rồi thôi, bây giờ là bây giờ nè, khách gọi vô em liên tục quá rồi. Thôi bây giờ chị nhắn cái thông tin đi, rồi em cái làm cái order ha, em làm cái đơn cho chị. Em lên đơn cho chị. Đúng rồi. Em ơi, chị nhắn sao, chị nhắn địa chỉ của chị, nhắn mua bao nhiêu hộp. Đúng rồi, địa chỉ phải nhắn cho rõ để giao hàng không có bị lộn này, với số điện thoại nữa, số điện thoại nữa ha. Dạ. Với ví dụ như mà chị chuyển tiền cho em thì chuyển như thế nào? Sau đó em sẽ cho cách chuyển tiền. Chuyển tiền ở bên Việt Nam cũng được. Ok chị. Dạ. Rồi. Chuyển qua cho anh Soàn hả em? Dạ, chị cho thông tin đi. Chuyển qua cho em. Chị cho thông tin đi rồi em sẽ cho cái thông tin chuyển tiền ha. Rồi. Ví dụ như bây giờ em cho chị hỏi một cái nữa nè. Ví dụ như chị chuyển á, chị không có biết chuyển á, chị như mấy lần mà chị chuyển cho con Sòn chị ra tiệm vàng á, cái chị nhờ người ta chuyển giùm, chị đưa tiền xong rồi cái em cho chị để chị chuyển tiền cho em. Rồi nha. Rồi chị nhắn những thông tin đó cho em đi ha. Ok chị. Rồi thôi chị cảm ơn em nhiều nha. Chị chúc cho vợ chồng em thật nhiều sức khỏe nha hằng. Dạ cảm ơn chị. Và chúc chị mau hết bệnh luôn nha, trẻ đẹp nha. Hết bệnh rồi cưng. Hết bệnh rồi, ok. Nhưng mà uống đi để cho nó trẻ đẹp ha. Đúng rồi, rồi chị cảm ơn. Rồi, ok chị, thank you chị. Dạ, thank you chị nhiều, dạ, ba chị. Trời ơi, khách thiệt là dễ thương đó. Khách uống bột collagen của Hằng đó nha cả. Đó, đây là những lời sự thật chia sẻ của khách hàng. Uống bột collagen của Hằng Kali nha. Đó, nguyên chất 100% nha. Nhớ gọi đúng Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934 để khỏi bị lầm lẫn về cái bột collagen nha. Nhớ phải mua gọi đúng số của Hằng và mua đúng từ nơi Hằng Kali nha. Tại vì hiện nay trên thị trường rất là nhiều người bị gạt, người ta dùng những hình ảnh của Hằng và những cái thước phim của Hằng đăng đó, thì họ dùng, họ để, họ lấy qua một cái trang Facebook hay là những cái website nào đó để họ bán những cái sản phẩm giả của họ, chứ không phải là bột collagen của Hằng đâu nha. Thì nếu mọi người muốn mua giống đúng những cái bột collagen mà của Hằng đang bán hiện nay thì là phải gọi đúng số điện thoại 408-206-1934 để được mua đúng tận gốc cái hũ bột collagen nguyên chất 100% của Hằng đang bán nha. Ok. Dụng cụ tập thể dục của ông Khanh cái ngoại kia cho nó sáng sủa kìa. Tập đây hả? Cái này là đầu tay để lấy con chuột. Mà tại sao phải làm bằng hai cái thùng xà bông chứ không mua cái đồ dụng cụ để tập? Uổng tiền. Uổng tiền hả? Rồi mua cái này, cái thùng xà bông này trong đây có gì, nước hả? Nước, xà bông hết rồi, đựng nước. Đựng nước vô, rồi cột vô hai cái, một cái thanh sắt như vậy. Rồi bắt đầu là tập, làm sao nó lên chuột. Bây giờ nó đứt. Anh xuống cái là hàng đếm một, anh xuống cái, tại anh hết đất anh không đếm không? Anh đếm chứ. Nhưng mà ok. Ví dụ giờ anh chia ra hai cục gạch. Đó, chia hai cục gạch để làm cái mức, để bàn tay xuống. Hàng đếm nha. Hàng đếm á. Một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Thôi, 57. 57 rồi ba. 57 được rồi. Rồi thôi, 57 được rồi, đừng có gán quá sức. Okay. Coi như 57 cái là cũng dữ rồi đó. Ừ. Ok. Đó là hít đất nè. 57 ráng thêm 3 cái nữa là 60. À. Mà 60 cái là một set. À. Mà 10 set vậy một ngày mới có mấy phút à. À. Cái anh ngồi nghỉ một chút. Ừ. Không, một set này nữa. Ừ. Cái đó là tập cho ngực. Cả nhà. Ừ. Tập cho ngực mình nó đô. Ừ. Tập cho ngực nó đô, nó be. Ừ. Nhưng mà phải xô ngực đồ ra tập vậy bao lâu rồi? Không ngày là tập bao lâu rồi? Cũng được 3 tuần rồi. 3 tuần rồi, nhưng mà thấy nó có lên chuột, lên bọng được không? Ừ, lên chứ. Lên hả? Nhưng mà ăn không được. Đó nghe mùi rượu rồi nè, chết. Có. Chết rồi, tập làm sao mà mùi rượu nó phà ra, bây giờ bà Hằng nghe rồi chết rồi ông nội ơi. Rồi bây giờ cái này đoàn tay vô. Cái này là tập con chuột mà. Ê. Đó, nè tập con chuột. Nước có đầy giống không? Nước đầy. Ừ. Rồi tập như vậy là mỗi lần nhịn nhiêu cái? Chuột á. 40. 40-50. Ừ. Đó, tập này lấy con chuột. Ê. Cái này là phải ăn, tại vì không ăn nè, lén vào hằng uống rượu là không được đó nha, nói rồi á, nghe mùi đó không có chói nha. Ừ. Đó, tập cái này đi lén chỗ chú đi. Ừ. Đó, như vậy là mỗi lần cũng 40 cái gì? 40-50. Trời, bữa kia hằng đâu có biết ổng cột hay này tập đâu, hằng xuống hằng thấy hằng hỏi cái gì vậy? Hằng cười quá trời luôn, cái nói là cái đồ tập thể dục của ông Khanh. Nói trời ơi, đi xong tao không mua mà đi cột. À, mua cái đó. Đó, một set 50 cái này, 50 cái kia. Ừ. Mà 10 set vậy là 500-600 cái. Ừ. Rồi nay mai nó sẽ có con chuột. Có con chuột lên, chuột sẽ trở lại. Ừ. Nhưng mà phải ăn ngay, bây giờ không có được uống rượu nhiều nữa đó nha anh Khanh. Ờ, nói tầm 7. Nói tầm 7 cái gì, em nói rồi đó, không được uống đó. Nói trước đó, ừ. À, uống rượu là cái điều uống rượu là không có lén được tại nha mùi. Đó giờ nè, đó soi sót dễ ghiền cái mùi của ông Khanh rồi ha. À, nói tới cái này lật ngửa ngang bên là đi bộ rồi á hả? Đi bộ rồi à, vẫn đi bộ rồi đó. Đó, thấy không? Đó, à. Một lần 60 cái ráng 3 cái nữa 60. Ừ. Mà 10 lần vậy là nhiêu? Ừ. 600. Không thì tập thì nó mới chắc khỏe. À. Đó. Chứ ngực giống anh đâu giống động. À. Ngực anh đâu giống ngực ông Bình với lại ngực của ông Danh. Ừ. Ngực mấy ổng ghê lắm. Ừ. Tại có tập bụng thì bự. Có tập thì nó săn, còn mấy ổng không tập thì bụng bự rồi ngực thì xệ. Ừ. Còn tập thì nó giống như là nó có, nó không có bụng, nó có eo rồi 6 múi. Đó. Muối giờ nó còn muối. Ờ giờ còn muối mà được không có được uống rượu. Nói rồi, ok. Rồi tập đi cho khỏe rồi ăn nhiều vô. Uống rượu là khỏi ăn. Vậy không à. Đây. Đây đây gần nệt sao? Đó. Bây giờ cái lỗ tai ngứa nó lắc đó. Nâu không có cắn lộn nha. Là ngày mai là hai đứa đi bác sĩ nè. Không có cắn lộn. Ngày mai hai đứa đi bác sĩ để coi tốn nhiêu tiền nha. Để coi tốn nhiêu tiền nha. Đó. No, không có hả hả, bị đụng giờ mẹ không có giỡn nha. Đau à. Mẹ, no. Coi kìa, coi hai bờ đó. Đó. Coi đó kìa, coi kìa. Tới hồi nó hai bờ đó. Đó. Ngày mai đi bác sĩ. Hai đứa đi bác sĩ hết trơn. Coi kìa, con này á là phải chích ngừa, khám tổng quát, thử máu. Còn con này á, cái bệnh ngứa của nó đó là phải đi bác sĩ để khám lấy thuốc tiếp. Bác sĩ ở đây cũng độc lắm. Mình à, lấy cái chai thuốc mình đi renew, mình lấy thuốc thêm nó không cho. Rồi phải đi khám để tốn thêm lần tiền khám nó mới ra to cho mua thuốc tiếp. Trời ơi, mà thấy nó ngứa, mình thấy mình chịu đâu có nổi. Đây nè, nó ngứa chịu đâu có nổi. Đó, là phải tốn tiền bác sĩ. Đó. Rồi con này á, thì ghẻ lỡ.
rồi đi tìm, cứ nằm ngửa 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 ra, trời mà cứ hả họng mẹ không có giỡn kiểu đó nha. No, mommy say no. Đó, có kìa, khôn lắm á, sáng nó mắc ỉa mà nó kêu mình không biết kêu cái gì, nhỏ lắm quắn lắm quắn tới nhỏ chịch xuống nhỏ ỉa, trời ơi đứt ruột vậy. Bắt đầu nó thấy đi 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 con mở cửa là nó cong đuôi nó chạy theo để chạy ra ngoài vậy á, khôn không? Đó, nó làm sai là nó đái ở trong nhà mấy lần, la nó rồi là nó không dám đái trong nhà nữa. Nó khôn lắm, con này thông minh lắm. Đúng không? Coi coi mai đi bác sĩ tốn nhiêu tiền nữa. Đây nè, nằm nhăn răng cười nè. Nó tốn nhiêu tiền? Hả? Đi bác sĩ tốn nhiêu tiền luôn lì. Rồi mày làm được cái gì ra tiền cho mẹ chứ mà mày phải tốn tiền cho mày. Mày nói đi, mày ngồi vậy mày nói cho mẹ nghe đi. Hả? Mày có làm gì ra tiền cho mẹ không? Không. Con này cũng vậy, con nợt này á, từ hồi lấy về tới bây giờ biết tốn nhiêu tiền chưa? Ngồi đó, con này là từ hồi lấy về tới giờ tiền bác sĩ tốn ít nhất cũng cỡ 4-5 ngàn đồng tiền bác sĩ nè. Đó là con nợt này nè, chưa kể tiền ăn nè ha, chỉ có tiền bác sĩ không hết 4-5 ngàn của mẹ rồi. Mà có làm ra được cho mẹ đồng nào không? Không. Đó rồi con sao Lily? Lully cũng vậy. No nha, mẹ nói no nha. Hai đứa mà cắn lộn rồi coi. Mommy say no. Ok. Không có cắn lộn á. Ok. Ừ. Vậy đó. Vậy đó. Ok. Ok. Coi kìa, coi kìa. Cái gì với cái mặt nó khôn lắm ha, cái mặt con có khôn lắm không? Đứng lại vui vui với mẹ. Ờ ngồi đó, cái mặt con có khôn lắm không? Khôn lắm á, khôn lắm á. Cái ghẻ đỡ rồi ha, xịt cái thuốc vậy mà cái ghẻ hết rồi. Như là tắm nước cho nó mấy lần nước không? Ờ tắm nước không, đừng tắm xà bông. Thì nó mau sạch lắm. Như cái xà bông nó không chịu hay sao á, cho nên là để đi bác sĩ chích ngừa rồi cho uống thuốc một cái nữa chắc hết luôn là nó đẹp lại á. Mày nó già hơn nguyên đợt đó nha. Phải không? Ừ. Không biết nhiêu tuổi nữa. Để đi bác sĩ khám thử rồi biết nó nhiêu tuổi không? Bác sĩ người ta có cách người ta đo cái gì đó người ta cũng biết độ tuổi nó đó. No. Đó, leo lên lục đồ ăn, ví dụ mà leo lên bàn lấy đồ ăn là giờ đâu dám nữa đâu, không dám nữa đó, tại vì nó làm sai lúc đó, bữa đó nó tha miếng cá khô, tôi vẫn để cho nó vừa ngồi ăn miếng cá khô mà tôi vừa chửi nó, mà nó nghe rồi mấy lần sau không dám nữa, thấy không? Không, nó dễ nghe lắm, con này thông minh lắm. Cái vụ mất ỉa sáng mà tội nghiệp nó hoài luôn đó, nó biết là nó không muốn ỉa trong nhà. Đâu nhỏ mắc quá, nhỏ mắc quá, nhỏ cứ chạy sau lưng mình la cẳng cẳng hoài mình đâu có biết. Nó hồi nó quýnh lên nó chạy vô nó ỉa mà nó cũng la cái thằng nào đi con đi con, rồi nó phát nó chạy không kịp mở cửa nó chạy ra, khôn không? Nó chứ nó hư là đâu lại nó kêu mình đâu mà mình không có biết nó kêu cái gì. Tưởng nó nhõng nhẽo, cứ tưởng nó nhõng nhẽo không à. Cái đống mà vừa buổi sáng là cái đống của bà mình lên đó. Ờ chắc vậy à. Đó. Hai con, trời ơi khôn lắm, khôn vậy mẹ mới thương đó. Thương quá trời quá chất dỗi vô thương à nha. Vậy con làm sao? Nghe nói thương cái là bước tới, đang ganh tị. Đang ganh tị á. Con này ganh tị dữ lắm nè. Ừ, thương con, bên nạch là nhất rồi. Ừ. Hai đứa không có cắn lộn nha. Mommy say no, thôi 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 đừng có liếm môi liếm mỏ rồi hồi cắn nhau. Ngồi đó, ngồi gần đó ra. Đó ra phải dựa mới chịu. Phải dựa mới chịu. Gánh tị. Ăn no hết rồi. Mỗi đứa mấy cục xương heo quay hết rồi. Này mà nó không làm mà cũng có ăn. Ừ. Đó. Mà tốn tiền nữa. Mà tốn tiền nữa nè. Đó. Okay. Bây giờ mẹ thả con đi thăm lén nữa con chịu không?
chịu không? Bây giờ mình, nếu mình thả nó thử coi nó biết đường chạy về nhà không ta? Nó nếu mà mình cho nó ngót cái đầu lên đó, một lần đầu tiên không được đâu, phải một lần thứ hai hoặc lần thứ ba nó mới về được. Nhưng mà xa khoảng chừng mấy mai thôi nha, chứ đừng có xa quá không về được. Nó bị người dân phát hiện là người ta báo police đó rồi. Là animal control lại bắt đi mất tiêu. Đúng rồi. Xong. Tại vì khi mà dòng chó nó đi ra ngoài nó phải nhìn đường xá rồi đó, ít nhất 2 đến 3 lần nó phải biết cái đường về nhà. Oh. Nhưng mà với mấy cái đồ nó mai nó vừa thôi, khoảng 4 năm ngoài. Em mấy chó dắt nó đi ngoài đường chơi đó, đi một chỗ đá một chỗ, xong rồi thử có mùi hướng đá, đi qua hướng này rồi, chứ biết đường về. Tại sao mấy con chó đá chịu chút. Nhưng sinh sót á, mà bây giờ mà bỏ nó không ở ngay góc nhà ông Tân á, mà nó chạy về liền à. Tại vì nó đường đi của nó tỉa đầy đường rồi. Em không có nằm ngửa, ngồi dậy với mẹ nè, ngồi dậy mẹ nói chuyện nè. Bây giờ nói chuyện với mẹ không? Không nói tao đi á. Ngồi dậy. Bi nạt là bị ổng nằm thôi, tao kêu bi nạt đó nha. Mẹ kêu bi nạt đó, ừ mẹ không ngồi dậy mẹ kêu bi nạt. Mẹ không chơi với con nữa, mẹ chơi với bi nạt. Bi nạt lại biểu coi. Lu lì nó không chơi nè. Bi nạt come here. Bi nạt. Ok tao đi, bye bye.